Với niềm đam mê sáng tạo khoa học và công nghệ, bốn chàng kỹ sư trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp nhau lập thành nhóm 3D Maker có trụ sở tại một quán cà phê ở quận Bình Thạnh. Tại đây, cả nhóm cùng nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy in 3D đầu tiên của Việt Nam. Mỗi người đảm trách một việc từ khâu thiết kế, lập trình, kỹ thuật cơ khí điện tử dựa trên dự án phần mềm có mã nguồn mở cung cấp miễn phí cho người sử dụng trên mạng. Nhóm đã phát triển hoàn chỉnh cho ra đời chiếc máy in 3D phù hợp với ứng dụng cao trong nhiều ngành nghề của đời sống. Trong quá trình nghiên cứu thì em cũng có chỗ cải tiến và cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Rồi cũng có viết chương trình thêm để cho tối ưu hóa đơn giản, cái giao diện đơn giản hơn cho người dùng cuối. Nhờ các bạn sinh viên của trường Đại học Việt Đức thiết kế một số cái mạch điện để cho nó nâng cấp cái chức năng của máy mình lên, tự chế tạo những cái phần cơ khí ở đây luôn, mình không cần phải nhập từ nước ngoài nữa. Thì đây là một cái sản phẩm nè, in được từ máy in 3D của tụi em ra. Thì khi mà mình in ra là mình có thể sử dụng được luôn. Nó được thiết kế để nguyên khối á, thì anh không cần phải lắp ráp lại mà vẫn có thể sử dụng được. Hiện tại á, thì tụi em đang nghiên cứu để làm sao mà cái chất lượng in ra được tốt nhất. Sau đó thì tụi em mới nghĩ tới cái việc đó là làm sao cho cái máy này nó đẹp hơn, cái bề ngoài của nó đẹp và bắt mắt hơn. Ngày nay công nghệ in 3D phát triển nhanh và được đánh giá là xu hướng công nghệ trong vòng 20 năm nữa. Công nghệ in 3D có những ưu điểm vượt trội so với sản xuất truyền thống, đặc biệt là ở khả năng tạo ra các mô hình cực khó mà cách tạo khuôn mẫu truyền thống không thực hiện được và rất tốn kém. Tại căn phòng nhỏ của nhóm, hai thành viên phụ trách kỹ thuật cơ khí điện tử Trương Thái Hoàng và Bùi Thanh Ngọc đang cầm cuội lắp ráp, hiệu chỉnh những chi tiết của chiếc máy in 3D để làm tăng thêm tính thẩm mỹ, độ bền, ổn định và mức độ nội địa hóa lên đến 80%. Nhưng hiệu quả so với máy nhập từ nước ngoài về thì gần như tương đương mà giá thành sản phẩm thì thấp hơn nhiều. Ứng dụng của công nghệ của máy in 3D này thì hiện nay một trong những ứng dụng đó là cái công nghệ mà tạo khuôn. Thì trước đây thì khi ra một cái mẫu sản phẩm mới thì người ta cũng vẫn phải đúc một cái khuôn. Rồi sau đó đúc một cái mẫu thử. Nếu mẫu thử không đạt thì người ta phải bỏ cái khuôn đó, người ta đúc lại thì rất là lãng phí. Hiện nay công nghệ in 3D thì mình không cần đúc khuôn nữa, mình cứ trực tiếp mình tạo ra cái sản phẩm đó bằng nhựa ABS hoặc là BLA. Thì sau khi mà mình cảm thấy là cái mẫu đó nó đã đẹp, đã đúng như yêu cầu thì mình mới tiến hành mình đúc khuôn để sản xuất hàng loạt. Hiện nay trên thế giới máy in 3D cũng bắt đầu vô cái công nghệ là in những cái chi tiết về tay giả và chân giả. Tại vì những cái đó thì mình không thể nào đúc khuôn được, do mỗi người người ta có cái cơ thể người ta nó khác nhau. Ví dụ như in một cái tay giả thì phải chính xác tuyệt đối dành cho cái người đó thì họ mới sử dụng được. Thì máy in 3D sẽ đáp ứng được cái sự chính xác và cái giống như người ta hay nói là đo ni đóng giày cho từng cái sản phẩm cụ thể. Việc sử dụng một máy in 3D khá đơn giản. Người sử dụng thiết kế các vật thể bằng các phần mềm 3D, AutoCAD 3D, SketchUp, 3D Max và lưu lại với định dạng STL hoặc OBJ. Sau đó sử dụng phần mềm Cura để thiết lập các thông số in. Người sử dụng có thể hiệu chỉnh gần như mọi thông số từ việc chọn độ mịn cho đến lớp cắt, tốc độ in, độ đặc rỗng của vật thể cho tới việc phần mềm tự tính toán thêm vào các thanh chống có thể tháo rời sau khi in cho các vật thể phức tạp. Hệ console, mặt phẳng, nghiêng và chuyển tải đến máy in 3D qua cổng USB hay qua thẻ nhớ để bắt đầu in. Nguyên lý cơ bản vẫn áp dụng phương pháp in cắt lớp với vật liệu nhựa ABS hoặc BLA. Những sản phẩm in 3D từ máy in của nhóm thực hiện rất sắc sảo, đẹp mắt và có độ chính xác cao. Hiện tại ở Việt Nam, công nghệ máy in 3D còn khá mới mẻ. Đây chính là cơ hội để khách hàng, nhất là những bạn sinh viên đang theo học các ngành thiết kế tiếp cận với công nghệ mới và phát huy khả năng sáng tạo của mình.